Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước ngày hôm nay đã nỗ lực tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch. Mặc dù cái mốc 670 điểm được VN Index thử thách, tuy nhiên chưa thành công. Hiện tại thì chỉ số này đang đứng ở mốc 666 điểm. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ nhìn lại phiên dịch ngày hôm nay với phần bình luận của vị khách mời là anh Phạm Lê Đình Chương, Phó phòng môi giới công ty chứng khoán Rồng Việt. Xin chào anh Chương. Như vậy chúng ta thấy rằng là không có đi ngoài những cái xu hướng của thế giới, ví dụ như ở khu vực châu Á đi, thì nhờ giá dầu tăng điểm cho nên là ngày hôm nay thì chứng khoán trong nước cũng đã tăng điểm theo. Nhưng mà theo anh đó, thì qua một cái phiên này và dẫn dắt bởi những cái giá bởi những cổ phiếu dầu khí đó, thì chúng ta có tạm gọi là tự tin rằng là thị trường đã vượt qua khỏi một cái xu hướng giảm trung và dài hạn hay chưa? Đối với cá nhân tôi nhìn nhận thị trường thì thị trường chúng ta chỉ đang ở vừa khoa vùng đáy thôi. Thì trong những cái phiên của thị trường vừa qua thì tôi nghĩ rằng thị trường điều chỉnh lại thích hợp cho nhà đầu tư cơ cấu danh mục. Thị trường tăng điểm khá dài từ đầu năm đến giờ, thì tôi nghĩ rằng thị trường cũng đang sideways quanh cái ngưỡng này. Thì các bạn nên chọn, đây là giai đoạn để các bạn chọn được cổ phiếu tốt. Vâng, nếu như mà chọn cổ phiếu tốt thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là một cái thông tin tốt cho cổ phiếu nhóm dầu khí. Chúng ta thấy rằng là ga thì cũng đã tăng trên 4.000 đồng, BVD thì cũng tăng khoảng 1.500 đồng, còn BVX thì cũng tăng khoảng đâu đó khoảng 600-700 đồng gì đó. Như vậy thì đồng loạt tăng, sắp tới thì là biết đâu giá dầu nó lại tiếp tục tăng theo một cái xu hướng tăng khi mà đã có một cái thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Như vậy thì cái nhóm cổ phiếu này hiện tại ví dụ như là trong một tháng hoặc là ít nhất là đến đầu năm sau thì theo anh cái triển vọng như thế nào? Theo tôi thì cái việc này chỉ là việc ngắn hạn thôi. Vì với việc ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ, tôi nghĩ rằng là sắp tới ông Trump có thể cho khai thác nguồn nguyên liệu rất là nhiều. Thì cái chuyện cắt giảm giá dầu tôi nghĩ là chỉ là trong ngắn hạn thôi, chứ còn trong dài hạn thì các cổ phiếu dầu khí các bạn thấy rằng cũng không có triển vọng nhiều. Rõ ràng là các bạn thấy nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ phiên hôm nay họ bán rất là mạnh. Như vậy thì theo anh thì đây là một cái thỏa thuận, đương nhiên là cái việc phản ứng nhất thời đối với cổ phiếu dầu khí, nhưng mà chúng ta thấy rằng là theo dõi thị trường thì cổ phiếu dầu khí cũng như là những cổ phiếu họ dầu khí đi, ví dụ như là cao su đi, thì cũng đã có một cái mức tăng điểm tốt. Như vậy thì cái nhóm ngành này, cái nhóm mà liên quan đến họ dầu khí thì anh thấy rằng là có triển vọng hơn là cái nhóm dầu khí hay không? Tôi cũng quan sát những cổ phiếu mà liên quan đến việc tăng giá nguyên liệu, chứ ví dụ như vừa rồi là những cổ phiếu cao su, gần đây là cổ phiếu dầu khí, thì tôi thấy là những cổ phiếu này có sóng nhưng mà thực sự quan sát thì không có bền. Dòng tiền vẫn được nhà đầu tư hướng vào các cổ phiếu có hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là nhà đầu tư họ đang kỳ vọng vào những cổ phiếu của các tổng công ty sắp lên sàn trong giai đoạn sắp tới, và đây là những doanh nghiệp làm ăn rất là tốt. Thì tôi nghĩ là trong cả năm 2016 thì các bạn thấy rằng các doanh nghiệp mà có hoạt động kết quả kinh doanh tốt thì đều có giá cổ phiếu tăng trưởng ấn tượng. Còn riêng các cổ phiếu của doanh nghiệp mà chỉ dựa vào chênh lệch giá thì tôi nghĩ rằng là không đáng kể, ngoại trừ cổ phiếu ngành sắt thép thì rõ ràng là tăng trưởng khá ấn tượng trong năm nay. Và đây là cái phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12 và mọi người thì cũng cũng hướng tới cái việc là sẽ các quỹ ETF sẽ tái cơ cấu danh mục, và cũng đã đâu đó đã có một vài cổ phiếu được điểm mặt cho rằng là các quỹ ETF sẽ mua vào nhiều. Như vậy thì liệu rằng là khi nào thì dòng tiền của khối ngoại mới quay lại thị trường, bởi vì trong cái phiên ngày hôm nay thì khối ngoại vẫn bán ròng là chính. Tôi nghĩ rằng là khối ngoại cũng giống như nhà đầu tư trong nước thì họ đang cơ cấu danh mục. Rõ ràng các bạn thấy là có một số cổ phiếu họ cứ bán ròng liên tục, nhưng mà ngược lại có những cổ phiếu họ lại mua ròng liên tục. Thì tôi nghĩ chỉ là động thái cơ cấu danh mục, bán đi những cổ phiếu lời và đầu tư khá lâu, chuyển qua các cổ phiếu mà ở dạng tiềm năng. Đặc biệt tôi cũng nhấn mạnh là cái chuyện là nhà đầu tư họ đang cần tiền để cho các chuẩn bị cho các doanh nghiệp sắp sửa niêm yết, đặc biệt là các cổ phiếu sàn upcom. Thì tôi nghĩ rằng rất là nhiều tổng công ty hàng không hoặc là Vietnam Airlines hoặc Masan Food, tôi thấy rằng rất là nhiều doanh nghiệp ấn tượng sẽ lên sàn trong giai đoạn sắp tới, thì đây là cơ hội cho họ. Cảm ơn anh Trương rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trao đổi với anh Phạm Lê Đình Chương là phó phòng môi giới công ty chứng khoán Rồng Việt, và chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin ngay sau đây. Quý vị vừa theo dõi bản tin FBNC, và ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm lại tất cả các thông tin nổi bật nhất của bản tin.
liên quan đến quy định đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang vật liệu thép được Bộ Giao thông ban hành lại tại thông tư 58. Vừa qua, Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp khẳng định quy định này là không có cơ sở pháp lý và không hợp pháp. Vì vậy, Cục này đã đề nghị Bộ Giao thông rà soát lại quá trình thực hiện thông tư trên để có biện pháp khắc phục hậu quả và xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân đã tham mưu xây dựng ban hành văn bản này. Mới đây, Bộ Giao thông cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Tư pháp và đang soạn thảo thông tư mới sửa đổi thông tư 58, trong đó giữ nguyên lộ trình yêu cầu người dân đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang vật liệu PET. Tuy nhiên, sẽ bãi bỏ nội dung không đổi giấy phép lái xe PET thì sẽ phải thi lại lý thuyết. Bộ Công Thương đang dự tính thay thế hoàn toàn xăng khoáng A92 bằng xăng pha 5% cồn sinh học, ethanol hay còn gọi là xăng E5. Tuy nhiên, hiện tại thì Bộ vẫn chưa chốt thời gian dừng bán xăng A92 mà cho biết sẽ dừng bán vào thời điểm thích hợp. Trả lời tại họp báo chính phủ thường kỳ mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định chưa có quyết định cuối cùng thời điểm nào toàn bộ xăng A92 sẽ được thay thế, nên thông tin thay thế bằng xăng E5 vào tháng 6 2017 là chưa chính xác. Và hiện xăng A92 khó có thể bị thay thế vì chưa thể sản xuất xăng sinh học quy mô lớn. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới đây đã đồng nhất thông qua nghị quyết áp đặt một số lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên. Đây là động thái đáp trả của Liên Hiệp Quốc trước vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của nước này. Cụ thể, nghị quyết áp mức trần lượng than đá có thể xuất khẩu ra thị trường của nước này. Với lệnh trừng phạt này, thì dự kiến sản lượng xuất khẩu than đá của Triều Tiên sẽ chỉ còn khoảng 7,5 triệu tấn, giảm khoảng 60% so với năm 2015, làm giảm khoảng 800 triệu đô la Mỹ mà Triều Tiên có thể thu được từ hoạt động xuất khẩu than và các mặt hàng kim loại khác. Liên Hợp Quốc hy vọng nghị quyết này có thể giảm mạnh lượng ngân sách mà quốc gia này chi cho các chương trình vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, đến đây thì bản tin FBNC ngày 1 tháng 12 cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và để biết thêm các thông tin cũng như xem lại các chương trình đã phát trên kênh FBNC, mời quý vị tiếp tục truy cập vào www.fbnc.vn. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.